Cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ nhất năm 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang tổ chức là một trong những hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2024 của tỉnh Kiên Giang. Đây là hoạt động văn nghệ hướng tới quần chúng nhân dân với mẫu điệu bộ môn nghệ thuật giọng cổ cải lương trong toàn tỉnh. Thông qua hoạt động này nhằm phát hiện nhân tố mới, bổ sung cho các phong trào văn nghệ của địa phương và các chương trình văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Từ khi phát động cuộc thi vào trung tuần tháng 11 năm 2023 đến nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 100 thí sinh đăng ký. Vừa qua, vòng sơ tuyển của cuộc thi đã diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện An Minh, với 32 thí sinh thi diễn được sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của đông đảo bà con trên địa bàn huyện. Một trong những thành viên ban giám khảo của cuộc thi là danh ca Chí Tâm đã đến dự và giao lưu với chương trình. Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang sẽ chính thức tổ chức sơ tuyển cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim vào các ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2024 tại phim trường của đài, số 39, đường Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ban tổ chức sẽ ghi hình và phát trên sóng trong các chương trình giải trí của Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang. Ban tổ chức cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim trân trọng kính mời quý khán giả đến xem và cổ vũ cho các thí sinh.